Dạ vâng, xin mến chào các bác và toàn thể anh em. Trong video ngày hôm nay, đệ tử Cao Phong sẽ lên sóng cho bác một cặp đôi hoàn hảo. Đó là một chiếc âm ly và một chiếc lọc xì Victor, một bộ combo Victor đến từ đất nước Nhật Bản, chạy điện 100V, rất là đẹp. Âm ly Victor và lọc xì hay còn gọi là Equalizer Victor, hai dàn đèn vẩy đấy. Đèn hổ phách màu vàng rất đẹp các bác nhé. Cái đèn này thì các bác có thể tăng giảm cái cường độ của đèn này này các bác này. Các bác có thể giảm đi này hoặc tăng lên này. Đấy, tăng đèn theo ý thích của các bác nhé. Đấy, như bình thường các bác để tầm khoảng vừa vừa này. Đấy, thì nó sẽ vẩy rất là đẹp theo cái cường độ của nhạc. Đấy, và đặc biệt là cái màu vàng này là màu đèn vẩy hổ phách nên là rất là hiếm. Đấy, rất là hiếm bởi vì đa số là nó chỉ có màu trắng thôi. Nhưng cái màu vàng này nó rất đẹp và nó cực kỳ hiếm này. Đấy, các hiển thị các cái cột của các cái giải bát, trung và tép. Đây là các cái phím tinh chỉnh tùy ý các bác nhé. Rất là nhiều phím chỉnh các chế độ này. Đấy, nút tăng giảm cái cường độ của cái đèn này các bác này. Tăng lên này, các bác giảm đi như bình thường các bác cứ để. Đấy, nó theo cái cường độ đầu vào. Các bác mở lên bao nhiêu nhưng mà các bác có thể để cái tầm đèn của nó vừa vừa thôi. Tức là nó tầm khoảng thấp thấp này thôi thì nó sẽ vẩy lên, nó tung lên rất là đẹp này. Đấy, lọc xì và âm ly Victor đến từ Nhật Bản, chạy điện 100V, đẹp xuất sắc. Đây là chiếc âm ly, nó có volume chỉnh âm lượng to nhỏ này, và đây là volume chọn đầu vào các bác nhé. Đấy, các bác nhìn chọn đầu vào này. Đấy, chọn các cái cổng đầu vào. Còn đây là cái tín hiệu này, cắm tín hiệu AV. Con này nó có giải mã bằng cổng quang. Con này âm ly này có giải mã cổng quang các bác nhé. Đây là ngõ phone này. Đấy, chỉnh tăng giảm super bass này, các phím bấm chỉnh cho âm ly này. Đấy, rất đẹp và tiếng chất âm của những dọc cổ Nhật này nó rất là hay. Và đặc biệt nếu mà nói về lọc xì ấy, thì lọc Nhật của nó bao giờ tiếng của nó sẽ hay nhất trong các dòng. Đấy, đứng đầu bảng của về lọc của nó là lọc Nhật Bản, là lọc đứng đầu thế giới. Đấy, chất âm của nó rất là hay, tiếng của nó ngọt, tiếng nó không bị chói, không bị cứng như dòng của Mỹ hay là dòng của Hàn Quốc. Thì là Hàn Quốc thì bao giờ nó đứng thứ ba. Đấy, riêng về lọc xì thì lọc của Nhật là đứng đầu, bao giờ nó cũng hay. Đấy, lọc Victor này các bác nhá. Đấy, Victor và âm ly Victor, bộ combo, và bên em có cả chiếc đầu đĩa Victor luôn. Đấy, bạn nào có nhu cầu về chiếc đầu đĩa thì em sẽ lên sóng sau cho các bác. Hôm nay lên sóng cho bác về một bộ đôi hoàn hảo gồm chiếc âm ly và một chiếc lọc xì. Với chiếc âm ly và chiếc lọc xì này thì các bác có thể ghép cho những đôi loa nghe nhạc. Đấy, thì chất âm của nó rất là hay và đẹp. Và nếu bác nào muốn hát karaoke thì các bác có thể kết nối thêm một chiếc vang là các bác hát karaoke. Nhưng mà bộ đôi này thì nó có thể là nghe nhạc rất là hay cho các cái dòng loa, ví dụ như là loa Nhật, loa Mỹ đều rất là hay, nhưng đặc biệt là loa Nhật. Đấy, các bác kiếm được những đôi loa ví dụ như là Victor hoặc là những đôi loa Sansui, Denon, những đôi loa của Onkyo, những cái dòng loa mà chuyên về nghe nhạc mà ghép vào những bộ này thì rất là hay, bên em có đủ hết nhé các bác nhá. Các bác có nhu cầu thì liên hệ với em. Đây là cái phần nắp để tinh chỉnh các phím bấm bên trong, nếu các bác muốn chỉnh thì các bác bỏ cái nắp này ra. Đấy, bác bỏ ra và bên trong có rất là nhiều phím bấm này. Đấy, để các bác chọn này. Đấy, ví dụ như các cái giải này các bác nhìn này. Đấy, các bác cứ nâng hạ các cái giải lên xuống này. Đấy. Đấy, nâng hạ các cái giải này. Để bắt trung tép và các nâng lên hạ xuống tùy ý các bác nhá. Đấy, rất là nhiều này. Các cái giải này, các bác này. Đó. Các nâng lên là hạ xuống, nâng lên này. Đó. Cái lọc xì Victor. Đấy, chọn cái cường độ đèn nháy nhá. Đấy, bình thường như các bác chọn hết cỡ này thì lúc nào nó cũng cường độ của nó đẩy hết cỡ này thì nó không đẹp lắm, nhưng các bác hạ xuống vừa vừa thôi. Các bác để tầm khoảng 50-60 này nó sẽ hạ thì nó chớp và nó vẩy rất là đẹp luôn. Đấy, nên khi các bác chỉnh xong các bác có thể nâng cái nắp này lên. Đấy, nắp này nâng lên hạ xuống này. Đấy, Victor và âm ly Victor. Đấy, rất là nhiều cổng vào phía sau, đây là cái cổng chọn cổng con này. Cho cái cổng nào thì đèn nó sẽ sáng này con này. Đó. Nó tương ứng với các cái nút, các cái lỗ cắm ở phía sau. Đấy các bác nhá. Đây là âm lượng to nhỏ này. Tiếng cực kỳ hay luôn. Và đẹp xuất sắc các bác nhá. Zin nguyên bản 100%. Đấy. Đấy, rất đẹp luôn. Một bộ đôi. Đây các bác nhìn cái chiếc lọc xì này các bác này, bên trong của nó mới kính quang luôn này, rất đẹp bên trong này. Hàng điện 100V có nhá, điện 100V. Đây là, đây các bác nhìn phía sau của lọc thì nó có cái cổng vào này, cổng ra này.
Đấy, toàn bộ điện 100V Victor này, điện 100V, đây là cái dưới của con Omni. Các bạn nhìn này, đây là các cái nút cổng vào, rất là nhiều cổng vào các nhá, tương ứng với cái volume chọn ở phía trước ấy. Đây, đường ra loa này. Đấy, đường ra loa này. Đây, mã số mã vạch của này. Số series Victor này các bạn nhé. Bộ bộ đôi combo Omni Victor và lọc xì Victor. Còn là có nhu cầu muốn sở hữu bộ đôi này thì liên hệ với em để sở hữu bộ đôi để ghép vào các cái dàn âm thanh nghe nhạc. Và nếu các bác muốn hát karaoke thì các bác có thể ghép thêm một chiếc vang để hát karaoke. Các bác nhìn cái đèn đèn vẩy này, hổ phách này rất đẹp luôn. Đấy, cho vừa vừa như này nó đẹp hơn này. Đấy, các bác để thấp thấp này nó sẽ vẩy đẹp hơn này. Đấy, nhích lên một tẹo nữa đó, tầm này đẹp này. Đấy, rất đẹp. Cái màu vàng này là cực kỳ hiếm này các bác nhá. Cái màu vàng nó đẹp. Còn đa số của những lọc Hàn Quốc ấy thì nó chỉ có màu trắng thôi. Và lọc Hàn Quốc thì bao giờ nó chỉ đứng top 3 thôi. Đứng top 3. Còn nếu mà lọc Nhật của nó là đứng đầu tiên luôn. Lọc Nhật còn trên tài cả lọc của Mỹ luôn. Tiếng nó hay hơn rất là nhiều. Đấy, con Omni này đẹp xuất sắc luôn. Bộ đôi nó cùng một combo của Victor. Đấy, Victor Nhật Bản. Tiếng cực kỳ hay luôn. Này rất là sướng tai các bác, mà nó đẹp. Đấy, rất đẹp. Các bác có nhu cầu liên hệ với em để sở hữu bộ đôi Omni Victor và lọc xì Equalizer Victor. Đấy. Với cặp đôi này thì các bác ghép với các cái đôi loa bass 30 40 của loa nghe nhạc, loa Nhật, loa Mỹ. Kể cả các bác ghép những loa Trung Quốc nó cũng rất là hay luôn, nhưng mà đúng combo của nó là giá trị của nó phải đứng đôi với những dòng loa nghe nhạc, loa Nhật, loa Mỹ. Nó sẽ hay và nó đẹp, nó nhìn rất đẹp nhá. Một lần nữa xin cảm ơn các bác